Thì cái đại Hôm nay học thì mang nhập đại rồi. để vậy như đi tại vì đại mình học hết sử cái chương một rồi nên là từ từ chạy cho nó hình cho nó ít bài đã rồi rồi sang học sang chương mới sau. Hiếu Phương Anh xin vào muộn ạ. Rồi, đi đây đi chủ đề 2. Chủ đề 2. Chúng ta tìm hiểu về phép quay. Nhá, cái phép là phép tịnh tiến này, này phép quay. Phần thứ nhất a lớn. Lý thuyết. Lý thuyết này. Một nhỏ như thầy định nghĩa chúng ta sẽ xem là thế nào là phép phép quay. Bây giờ đây cho điểm O và góc lượng giác alpha thì sẽ có cái khái niệm là góc lượng giác gì đấy. Góc lượng giác thực ra là góc lượng giác năm ngoái mình đã được tìm hiểu rồi đấy. Góc lượng giác thì chắc chắn là khác góc thông thường các em nhé, nó không giống góc thông thường. Thì góc lượng giác này ngoài cái việc nó là góc, ví dụ là tính theo độ là radian nhá, ngoài cái việc nó là góc rồi thì nó có thể tính hai đơn vị là một là độ hai là radian cũng được. Thì ngoài ra góc lượng giác có đặc điểm là nó có dấu hay là có chiều các bạn nhé. À, ví dụ góc mà dương, ví dụ góc này góc mà dương đấy, chiều là chiều gì, ngược trên kim đồng hồ. Nhớ là dương là đi hồ và nếu góc nó là âm thì nó thì cùng trừ kim đồng đấy. Các em ghi thêm cái này vào này, góc lượng giác đặc điểm là một góc nhưng mà nó có dấu đấy, và cái dấu đấy nó quyết định cái chiều của cái góc này đấy. Nếu là chiều dương, nếu góc dương thì theo trừ kim đồng hồ, còn góc mà âm thì sẽ cùng trừ kim đồng hồ. Ok chưa? À, thầy giải thích nhá, góc đây là góc lượng giác chứ không phải góc thông thường. Như này là phép biến hình. Phép biến hình. Đấy, phép biến hình này. Biến điểm O. Điểm O thành chính đó. Phép biến hình là biến điểm O thành chính đó. Dòng biến mỗi điểm M. Biến mỗi điểm M khác O. Đấy, biến mỗi điểm M khác O thành M phẩy. Sao cho thành M phẩy sao cho này. Đấy, có hai điều kiện xảy ra. Thứ nhất là cái OM phẩy bằng OM. Tức là khoảng cách từ cái điểm O đến M với M phẩy là như nhau. Thứ hai là góc tạo bởi giữa OM và OM phẩy. Nhá. Góc này là góc lượng giác bạn này, nó chính là bằng alpha. Nhá, góc này góc lượng giác. Đấy. Thì cái phép nó biến hình như thế này này, nó thỏa mãn điều kiện này, nó được gọi là phép quay tâm ô góc quay alpha, gọi là phép quay tâm ô góc quay alpha. À, và về mặt ký hiệu người ta ký hiệu như này, ký hiệu phép quay viết là chữ Q, viết hoa nhá. À, tâm và góc viết xuống thấp xuống một chút này, tâm O này chấm phẩy góc quay alpha vào đây đó, đây là ký hiệu của phép quay các bạn nhá. Nhớ viết O và alpha bé thôi, với nhỏ viết thấp. Bây giờ thì sẽ lấy ví dụ minh họa cho bạn hiểu hơn về cái phép này. Nào, ví dụ này, ví dụ nhá, ví dụ thầy có điểm O đây, O thầy đây nhá. Chẳng hạn đây lấy một điểm M bất kỳ đây. Đấy, ví dụ M bị vị trí này. Bây giờ thầy muốn quay thằng M này. Thầy muốn quay thằng M này. Thầy muốn quay thằng điểm M này qua phép quay tâm O này. Góc quay là một góc bất kỳ đi, alpha đi. Thí dụ chẳng hạn để mà lấy một góc cụ thể để cho nó dễ nói. Giờ, chẳng hạn thầy lấy alpha của thầy là bằng trừ 90 độ. Ví dụ thế nhá, 90 độ. Tức là mình sẽ quay một góc 90 độ. Là mình hiểu là gì, một góc 90 độ nhưng mà lại theo chiều gì, theo chiều âm
Đấy, trừ âm là gì? Trừ âm là như thế này này, là cùng chữ kim đồng hồ âm, hiểu không nhỉ? Đây đây đây, trừ âm đây này, cùng chữ kim đồng hồ là âm, ngược chữ kim đồng hồ là dương. Thế vậy nếu ở đây nhá, mở ở đây này, thì bình thường em để ý này, nó sẽ quay như như thế này này, bạn tư duy nó quay như thế này. Để với đây này, đây nhá, nó đang ở đây này, đang ở trên đây nhá, nó sẽ quay này, nó sẽ quay theo cái ô này, để nó quay theo cái tâm ô nhá, nó quay xuống dưới đây này. Thấy chưa? Nó sẽ quay từ vị trí này xuống dưới dưới đây này. Thì thể nối đây nhá. Đây, quay mờ từ mờ phải. Thấy chưa? Góc này sẽ là góc 90 độ. Và theo chiều âm. Thấy chưa? Biến mờ thành mờ phải. Quay cái vị trí này đi đây, quay từ đây nhá, quay từ đây xuống dưới đây. Đấy, quay từ đây nhá, quay xuống. Thì dùng không? Đấy, quay quay cái tâm mô này. Đấy, quay nó quay từ đây xuống đây này. Đó, theo cái chiều mũi tên của mình ấy. Đấy, từ M đến M phải. Và lúc đấy là cái điểm M là điểm gốc ban đầu hay là điểm tạo ảnh đấy. M phải lúc này nó sẽ là ảnh, thấy chưa? Đây là ảnh các bạn nhá. Đây vẫn là điểm tạo ảnh đây này. Đấy, các em vẽ cái minh họa này vào. Vẽ cái minh họa vào. Đấy, đây là thầy lấy là góc 90 để cho nó dễ vẽ nhá. Đấy, lấy góc 90 là dễ vẽ. Còn với trường hợp góc alpha bất kỳ nhá thì thầy sẽ thấy này này. Phép quay tâm O này, góc quay alpha này sẽ biến điểm M thành điểm M phải. Như này. Phép quay tâm O góc quay alpha này biến điểm M thành điểm M phải. Cái O alpha này viết thấp này. Còn cái M này viết ngang với cái phép chữ chữ Q này này nhá. Thì khi này OM phẩy bằng OM. Đấy, nhìn là hai đoạn này bằng nhau rồi này. OM phẩy với OM là bằng nhau. Thứ hai là gì? Góc tạo bởi giữa OM với OM phẩy. Góc lượng giác này này nhá. Nó sẽ chính bằng alpha. Đó. Có thể cái mặt ký hiệu người ta sẽ viết như này. Đấy, tại tại sao lại biến O chính nó, vì lúc đấy O nó chính là tâm mà. O là tâm tâm rồi thì quay đi vẫn ở chỗ này thôi. Em hình dung mà xem. Còn một điểm nào khác quay nó vẫn ra chỗ khác nhá. Đấy, ví dụ thầy lấy một điểm khác bất kỳ này. Ví dụ điểm N đi. Thì có điểm N chỗ này nhá. Đấy, ví dụ thầy muốn quay góc 90 độ. Đấy, thì quay ra ngoài này. Đấy, thì quay ra đây chẳng hạn. Đây được là phải. Thì em quay. Ơi. Thầy cho bạn Hiền vào học ạ. Ờ, thầy có thấy đâu. Thì có đâu, chắc bạn vào nhầm phòng cũ rồi, bảo bạn vào cái ID mới ấy. Vâng. Chắc là vào nhầm cái ID cũ rồi. Ngồi đợi thấy thì sao vào được. Đây này, ví dụ điểm N này thì này. N quay thành N phẩy này, M quay thành M phẩy này. Thấy chưa? Miễn là làm sao thì ON với OL là phải bằng nhau. Góc quay là như người ta cho. Đúng chiều, đúng giống các bạn nhá. Đấy, đi làm vẽ hình vào đi. Đây là phần lý thuyết của mình nhá, lý thuyết phần định nghĩa. Thì ở đây ghi thầy cái một cái chú ý sau đây. Chú ý này. Chú ý thứ nhất là nếu góc quay alpha ở bằng K2π. Biết K2π chính là số nguyên lần của một cái vòng tròn đúng không? 2π là một vòng, số nguyên lần của cái vòng tròn này. Cho nó K thuộc Z. Đấy, giống như cái góc ở mình học ở lượng giác ở cái bài về đại ấy. Thì ví dụ là cứ đi một vòng về chỗ cũ không? Mà đi có đi K vòng thì vẫn về chỗ cũ thôi mà. Ờ, thì lúc này là mình quay, dù là mình quay vẫn về chỗ cũ. Thì coi như không đổi gì cả. Đây nhá, ví dụ quay đây nhá, một vòng lại về chỗ cũ này, một vòng về chỗ cũ này. Mà có nhiều vòng thì cũng vẫn về cái chỗ cũ. Như vậy thì phép quay tâm O có quay alpha lúc này nhá, nó sẽ là phép đồng nhất, là phép đồng nhất là gì nhỉ? Đồng nhất sẽ là gì? Là phép mà, là phép biến hình. Đấy, biến mỗi điểm chính đó nhá. Để nhớ đây, trong trường hợp này là mình sẽ gì?
Chính xác là mình đang quay k vòng, mà mình lại về vị trí cũ, được chưa? Mình ở đây là mình quay k vòng. Đấy, về vị trí cũ. Đấy, quay k vòng về vị trí cũ. Ok. Cái thứ hai là nếu alpha bằng 2k cộng 1 nhân với pi. Đấy, cho hai nếu hai alpha bằng 2k cộng 1 nhân với pi cho nó k thuộc z. Và hình dung ở đây là cái 2k cộng 1 là một số lẻ. Thay vào đây nó sẽ ví dụ là bằng pi, 3 pi, 5 pi này, rồi cả âm cũng vậy, 7 pi, 9 pi, thêm âm nữa nhá. Thì đấy những cái số nói chung là sẽ lẻ, lẻ lần của pi. Lẻ lần của pi thì em hình dung là khi quay được pi ấy thì nó đi từ bên này vòng tròn đi sang bên kia, bên đối diện này. Đây này được cho lượng giác này này. Đây giờ mình chọn là nào đây đúng không? Thì phải nếu đây và thêm pi vào đi xuyên bên này. Thì hai điểm này sẽ đối xứng nhau trên đường tròn. Ok không? Hai điểm này là đối xứng nhau qua cái góc O này. Đấy, thì lúc đó này, phép quay tâm O này, nó quay alpha của ta nó sẽ là phép đối xứng tâm O. Đấy, đối xứng tâm O. Nó sẽ là phép đối xứng tâm O nha các bạn nha. Đây để vẽ hình cho bạn hình dung này. Điều điểm O đây. Thì có điểm điểm M đây các bạn. Nha, thì có điểm M đây. Thì muốn quay thằng này có góc quay là pi pi radian. Đấy, thì muốn quay pi radian tức là quay một góc một pi theo chiều dương. Tức là chiều ngược cái đồng hồ. Từ từ đây mình sẽ quay sang đây này. Đấy, thầy M phải. Ok chưa? Tương tự ví dụ thầy có một điểm N khác khác đi. Đấy, ví dụ N đây này. Đấy, quay vào góc cũng vẫn góc đấy. Thành là N phải bên này. Yeah. Đã để ý hai thằng này N với N phải hay là M M phải nó đều đối xứng nhau qua qua ô. Đúng chưa? Lúc ấy thì có phải là gọi phép đối xứng tâm không? Đấy, đối xứng tâm thì ra các bạn được giới thiệu từ hồi học cấp 2 rồi. Ở lớp 7 là lớp 8, lớp 8 là có. Mình nhá, đây là hình mỹ mạo của nó. Thì đấy có hai cái chú ý như vậy. Đấy là khi hai trường hợp là góc của ta đặc biệt, một là góc bằng alpha bằng k2π, ví dụ là 2π, 4π, 6π, 8π hoặc là âm 2π, âm 4π các thứ đấy. Đấy, thì phép quay của mình sẽ là phép đồng nhất các bạn nhá. Đấy, còn thứ hai là nếu alpha của mình bằng k2π, à 2k cộng 1 nhân với π thì phép quay sẽ là phép đối xứng tâm. Và cụ thể là đối xứng tâm O. Được chưa? Đấy là hai cái chú ý nhỏ nhỏ. Thì các bạn có thể gặp cái này trong khi làm bài tập trắc nghiệm các bạn nhá. Nó có thể là xuất hiện. Thì mình phải buộc phải nhớ thì làm cái làm được bài. Tiếp theo phần 2 đi, tính chất. Tính chất này. Thế là phép quay có những cái tính chất gì? Đấy, phép quay có những tính chất gì? Thì trước mình học phép tính kiến thì mình cũng một loạt tính chất. Thế phép quay có tính chất gì? Tính chất thứ nhất này là rất quan trọng này, đó là ghi này, bảo toàn khoảng cách, bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ và bất cứ cái phép nào nhé, bất cứ phép biến hình nào có cái tính chất này, nó đều gọi là một cái phép và phép rời hình. Phép rời hình tức là thực ra là hình dạng cái hình của bạn nó không hề thay đổi gì cả, chỉ là bạn rời từ vị trí này qua vị trí khác. Nghe chưa? Phép rời hình chẳng qua mình hiểu đông na là mình rời cái hình từ vị trí này qua vị trí kia. Đấy, bằng một cách gì đấy thì cách gì đấy nó chính là cái phép mà người ta cho. Ok chưa? Bảo toàn khoảng cách hai điểm bất kỳ và tất cả phép nào có đặc điểm này nó đều gọi là phép rời hình. Rồi, cái phép tịch tiến trước học cũng là phép rời hình các bạn nhé. Thứ hai, biến một đường thẳng thành đường thẳng, biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đường thẳng thành đường thẳng. Ta vẽ hình minh họa sẽ là phép quay khi mà minh họa thì nó sẽ như thế nào nha. Biến đường thẳng thành đường thẳng này, đây chẳng hạn thì có đường thẳng delta đây, có đường thẳng delta này, thì muốn quay nó tâm O đây nhá, thì muốn quay đường thẳng delta này qua cái phép quay tâm O, các quay alpha. Đây chẳng hạn lúc đầu thì nếu mà muốn quay thằng đường thẳng này thì bạn nhớ là trên đường thẳng mình sẽ đặc trưng bởi hai thứ, đó là hai, mình có thể lấy hai điểm bất kỳ A và B nha. Bây giờ bạn sẽ đổi A và O với B vào,
Đấy chưa? Đấy, qua chẳng hạn thầy muốn quay cái phép quay đây. Ví dụ đây nó quay a ra a phẩy ở đây. Thầy vẽ bất góc bất kỳ thế nhá. A thành a phẩy này. Tức là bạn quay từ đây ra ra đây. Hiểu ý nhá. Đấy. Miễn là sao là hai đoạn này bằng nhau em này. Nhớ là cái đoạn OA OA phải bằng nhau nhá. OB này. À, OB thành OB phải. Đấy, ví dụ OB phải đây. Đấy, tức là quay OB à, quay B thành B phải. Mình đi ra đây. Ok, giờ quay A thành A phải, quay B thành B phải. Lúc này em vẽ một đường thẳng mới cho thầy. Đi qua A phải ở B phải. Thì đường thẳng này là đường thẳng delta phẩy này chính là ảnh của delta qua phép quay tâm mô góc quay alpha. Được chưa? Em vẽ hình vậy đi. Rồi mình đi đến rất tiếp theo này. Đấy. Tiếp theo. Như đây biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó nào ta vẽ hình nhé ta vẽ hình đi bây giờ thầy vẽ ví dụ thầy có đoạn thẳng AB như này. AB như này nhá. Thầy có tâm O đây. Tâm O đây. Thầy muốn làm một cái phép quay thì phép quay là tâm O góc quay là tâm O góc quay. Đây là 180 độ. Hay hay nó chính là phép quay tâm O đấy. Góc quay là pi ấy. Thì vừa nãy mình theo chú ý mình có phải phép này chính là phép đối xứng không? 2k cộng 1 nhân đến pi mà cứ lẻ lẻ lần pi đây này đấy phép quay mà lẻ lần pi này thì phải phép đối xứng không đối xứng tâm O thế vậy thì cách lấy của ta là gì về nguyên tắc là ta sẽ nối OAOE vào mình quay từng thằng một ví dụ OA quay 180 độ đi sang đây đối xứng sang đây này thành A phẩy này tương tự OB và đối xứng sang đây thành điểm B phẩy đây này sau đó em nối hai thằng này vào với nhau hiểu chưa nhá lúc này mình quay A phẩy này. Đấy, xong quay B thì B phải này. Đây đây chứ, thấy ấy thấy cái ngược đây nó quay như này. Đây nó quay như này. Đây xóa bớt đi. Đây A thành A phải B thành B phải này này. Giờ đã nó hình như này. A thành A phải B thành B phải đây. Bây giờ góc quay của ta đây là góc quay 180 độ, tức là theo chiều dương này. Ngược trên cái đồng hồ là dương mà. Thì em quan sát này, chắc chắn đây mình sẽ dễ dàng chứng minh được tam giác là OAB với lại OA phải B phải bằng nhau. Vậy rõ ràng là đoạn thẳng AB với A phải B phải bằng nhau chưa? Nhá. Thì ta sẽ ghi là phép quay tâm O này, góc quay alpha này, biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng A phải B phải. Nếu mà mình rõ ràng dễ dàng mình suy ra được là A phải B phải sẽ bằng AB. Nhá. Đấy, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Đấy, đây là tính chất tiếp theo. Rồi, tương tự như vậy, đoạn thẳng xong thì mình sẽ tiếp tục mình biến tam giác biến tam giác thành tam giác bằng nó. Các định kiến trước mình học cũng vậy này. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Thế bây giờ mình quay tam giác thì quay nào. Ví dụ thầy vẽ tam giác ABC đây. Vẽ tam giác ABC bất kỳ nhá. Đấy, chẳng hạn thầy có tâm O thầy chỗ này. Ví dụ O này bây giờ trường hợp này đấy đọc đặc biệt đi nằm luôn trên đường thẳng BC chẳng hạn O nằm luôn trên đường thẳng BC thì em xem như vậy. Bây giờ thầy muốn quay nữa nhá đấy, thì vậy thì phải phải nối O và với OAOE OC vào đấy, chẳng hạn thầy muốn quay góc 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 quay tâm O góc quay là trừ pi trên 2 đi hay là trừ 90 độ đấy quay một góc vuông nhưng theo chiều âm đấy, chiều âm là như thế này cùng chữ kim đồng hồ là chiều âm nhá cùng như đồng hồ là chiều âm sẽ quay xuống dưới OA sẽ quay xuống dưới đây này em sẽ vẽ góc vuông ở đây này
Giờ xong em lấy thầy điểm A phẩy. Đây, tức là mình đã quay được A thành A phẩy này. Thấy không? Có quay đây là trừ pi 2 đấy. Chỗ này vẽ vuông em nhá. Đây vẽ vuông nhá. Thấy được ảnh A phẩy của A rồi. Tiếp theo thầy quay thằng B. Đấy, cũng quay 90 độ. Đấy, được B phẩy. Rồi, quay C này. Quay C thì mà nó xuống dưới đây không? Thì được C, C phẩy này. Đây, sau đó nối ba điểm này vào nhau. Nối ba điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy vào. Đấy. Đây, tam giác lúc đầu đây. Tam giác ảnh cái này. Hình dung không nhỉ? Đấy, các bạn cứ quay xuống. Tôi thấy có thêm con nét là nhìn nó dối nhá. Đấy, có gì vẽ thêm đường này thôi. Đấy, bạn nhé. Bạn quét quay tâm ô. Kéo quay tâm ô này, góc quay alpha này, biến ví dụ tam giác ABC. À, ví dụ thành là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Rõ ràng theo cái tính chất này mình thấy là tam giác là A phẩy B phẩy C phẩy. Chắc chắn sẽ bằng là tam giác ABC. Các em ghi vào. Biến tam giác thì nó ra bằng nó nhá. Và cái tính chất cuối cùng của cái thằng phép quay này đó là biến đường tròn, biến đường tròn thành đường tròn, thành đường tròn có cùng bán kính. Thành đường tròn nó cùng bán kính. Vậy biến tâm thành tâm. Đấy, từ tâm thằng này thành tâm thằng kia đấy. Thấy chưa? Nó giống như kiểu là phép tịnh tiến thôi. Cái này là rất giống với tịnh tiến. Tâm thành tâm. Rồi, giờ ta vẽ hình minh họa xem. Ví dụ thầy vẽ một đường tròn. Nha, thầy vẽ đường tròn tâm Y đi. Tâm Y bằng kính R. Y bằng kính R. Đấy, ví dụ lúc đầu là thầy chọn tâm O của thầy. Nha, thầy chọn tâm O của thầy đây. Bây giờ thầy muốn quay góc là góc 90 độ ấy. Thầy quay thầy theo chiều dương này nhá. Đây dương gần như cái đồng hồ này, quay ra đây. Em đo cho thầy một đoạn. Đây, sao cho OI bằng O Y phẩy. Được chưa? Quay ra thành chỗ này. Đây, OI O Y phẩy là bằng nhau. Hai này bằng nhau nhá. Sau đó thì với Y phẩy thì em vẽ rồi giúp thầy một cái đường tròn mới. Đấy, tâm là Y phẩy. Bán kính đúng bằng R ở đường tròn lúc đầu. Đấy, ví dụ thầy quay đường tròn mới. Bán kính vẫn là R. Nha, tâm là Y phẩy. Đấy, chúng ta quay từ đây sang đây này. Được chưa? Và có một đặc điểm là mình quay tâm thành thành tâm. Bán kính thì không thay đổi. Đó, phép quay tâm O, phép quay alpha. Biến đường tròn tâm Y, bán kính R. Thành đường tròn tâm Y phẩy. Bán kính vẫn là R. Đấy nhỉ? Đó. Thì đấy là các cái tính chất của phép quay. Đấy, các em biết vào. Nào, ta đi tiếp này. Đây là phần 2 là phần tính chất thì mình xong rồi. Định nghĩa biết rồi, tính chất cũng biết rồi. Bây giờ sang phần 3. Cái phần này mới là phần rất là quan trọng này. Để chúng ta hỗ trợ mình làm việc làm bài tập. Đấy. Phần 1, phần 2 để cho mình hiểu về nó. Đấy, hiểu về cái đặc điểm của nó. Nhưng phần 3 sẽ là cái phần giúp các bạn đi về những cái bài tập liên quan đến tính toán. Đó là về biểu thức tọa độ. Biểu thức tọa độ. Hôm trước biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì mình học rồi đấy. Hôm trước tịnh tiến nhá. Đấy, thì sẽ là gì nhỉ? X phẩy bằng x cộng A ấy, nhớ không? Y phẩy bằng y cộng B. Thì đây là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến này. Hôm trước học là như này. Tịnh tiến đây. Còn biểu thức tọa độ bây giờ của phép quay thì sẽ như thế nào? Thì trong phép quay ấy, thực ra nó có rất nhiều trường hợp quay các bạn ạ. Nó còn tùy thuộc vào tâm của em là gì, rồi góc quay của em là gì. Đó, thế vậy thì thầy đầu tiên thầy sẽ nêu ra một cái số cái phép quay thường gặp đã. Phép quay thường gặp. Phép quay thường gặp này. Nha, lưu ý nè. Phép quay thứ nhất. Ví dụ là A nhỏ. Phép quay tâm là tâm O, góc tọa độ luôn nhá, góc quay 90 độ. 2
là chính là góc quay tâm O góc quay pi trên 2. Giờ pi trên 2 là tính theo radian. Đấy, còn 90 độ là đây, đơn vị theo độ. Người ta cho đơn vị gì tùy người ta nhé. Thì em vẽ thầy một cái hệ trục tọa độ này. Đấy, để ghi nhớ được cái này nên vẽ một hệ trục tọa độ ra. Đấy, ví dụ như này. Chẳng hạn lúc đầu cái điểm M thầy nó vị trí này. Lúc đầu rồi M vị trí này. Tọa độ lúc đầu nó là hoành độ là x, tung độ là y. Ok chưa? Hoành độ là x, tung độ là y. Thì giờ thầy muốn quay góc quay là 90 độ. À, góc quay là 90 độ nó sẽ thành cái này này. Đấy, thành điểm M phải ở vị trí này. Ok, giờ góc quay 90 độ mà. Đấy, quay từ đây ra đây này. Quay từ đây ra đây này. 90 độ theo chiều dương mà. Rồi, thì lúc này tung độ với hoành độ mới của nó đây này. Ví dụ đây là y phẩy là tung độ mới, x phẩy là hoành độ mới. Thì các quan sát nha, các quan sát về dấu chẳng hạn, nó có thể ở nhiều vị trí khác, nó có thể ở M ở những cái góc phần tư khác. Tuy nhiên nếu ở vị trí này của M thì thực ra là vị trí nào nó cũng sẽ có tính chất như kiểu thế thôi. Nếu ở vị trí này thì em nhìn thử nhá, ở cái con x này này, x này có phải miền này nó bằng dấu cộng không? Đấy, y của nó miền này cũng bằng dấu cộng luôn. Đấy, x y chỗ này đều là dấu dương hết. Nhưng thử nhìn dấu x phẩy phải nhá, x phẩy ở phía chỗ này, x phẩy nằm bên tay trái của điểm không này có phải là bằng dấu trừ không? Đấy, còn y phải là vẫn bằng dấu cộng nhá. Rồi, thế trong cái nhìn nhìn nữa này, cái om với om phải là bằng nhau, dẫn đến là mình sẽ thấy hai cái tam giác là bằng nhau này, đây này, tam giác này, nhìn tam giác thầy gạch chéo đỏ đỏ này, nhìn tam giác này, tam giác nào được, đây hoặc là dưới đây được, đây được, đấy, hai tam giác là bằng nhau, chứng minh được dễ dàng luôn. Thế vậy thì mình để ý là thế vậy thì tôi thấy là cái đoạn này này, cái đoạn này này sẽ bằng cái đoạn này các em này. Đây cái đoạn này này. Bằng đoạn này, tương tự như vậy cái đoạn này. Bằng cái đoạn này. Ok chưa? Hay là cái khác ấy. Hay là cái khác là cái đoạn ví dụ cái chấm bên này có phải chính là x không? X này. Thì lại bằng là cái đoạn này, có nghĩa là cái này là bằng y phẩy. Thế vậy là y phẩy bằng x. Này, y phẩy bằng x này. Thế còn x phẩy với y nhá, vì hai đoạn này dài cũng bằng nhau luôn. Nên là về độ lớn là x phẩy với y là như nhau, nhưng mà về dấu này thằng x phẩy thì âm, x phẩy âm và y thì là dương. Vậy thì x phẩy bằng trừ y, x phẩy bằng trừ y, còn y phẩy thì bằng x. Nhân biểu thức tọa độ ở đây của thầy sẽ là x phẩy thì bằng trừ y, còn y phẩy thì bằng x. Tóm lại là bạn hiểu nhá, là x với y nó sẽ hoán đổi vị trí với nhau. Nhà x phẩy thì là bằng trừ y này, y phẩy thì bằng x này. Nhưng dấu trừ này nó sẽ đặt vào, các bạn để ý nhá. Là y ở đây nó đang dương là thành x ở đây âm này, thì nó sẽ đối hai này lại, về độ lớn sẽ về dấu sẽ đối, còn về như về giá trị tuyệt đối thì bằng nhau nhá. Đây nhỉ, trường hợp góc quay 90 độ hay góc quay pi 2 thì biểu thức tọa độ sẽ là x phẩy bằng trừ y, y phẩy bằng x. Đấy, nhớ. Rồi sang B này, sang cái phép quay thường gặp thứ hai, B nhỏ. Thì thầy B nhỏ này, đó là góc quay tâm O, góc quay là trừ 90 độ, hay chính là góc phép quay tâm O, góc quay là trừ pi trên 2. Đây, chúng ta lại vẽ một cái hình minh họa nhé. Đây, thầy để vẽ một hình minh họa cho bạn xem. Đây, ví dụ đây, O này, X này, Y này, ví dụ thầy bắt lấy con M ở vị trí này đi. Thầy vẫn lấy con M ở đây. Đấy, hoành độ này, tung độ này. Ví dụ hoành là x, y nhá. Đấy, hoành với tung của M là x với y. Tiếp theo này, tôi muốn quay góc quay là trừ 90 độ, thế sẽ quay đến chiều này. Cùng những cái đồng hồ mà, là về chiều âm. Thế sẽ quay xuống dưới đây. Chưa rồi, vẽ hơi vẹo vẹo tí thôi. Em lấy thước em đo nhé, em đo vẽ cái góc nó vuông ra mà. Đây, nó quay sẽ như này. Thấy chưa? Đây, thành M phải này. Nó sẽ quay từ trên này xuống dưới này.
Ok chưa? Góc quay là trừ 90 đây. Đấy, trừ 90 độ hay là trừ pi nhân 2 đây. Thì khi quay xuống đây nhá, em nhìn này, cái hoành độ với tung độ mới này. À, đây ví dụ đây là y phẩy. Đây sẽ là x x phẩy này. Đấy, x phẩy y phẩy đây thì em lại quan sát một lần nữa này. Cái đoạn này độ dài nó sẽ bằng nhau này. Đoạn này độ dài nó sẽ bằng nhau. Đấy. Y này thì mang dấu dương này, x phẩy này cũng mang dấu dương luôn. Nhá, còn về độ dài của hai cái đoạn là về tung độ này. Để cái hoành độ này nhá. Để cái đoạn này này. Đấy, đoạn x này. Với các đoạn dưới này nó lại cũng dài bằng nhau luôn. Đấy, chỉ có điều là dưới này thì mang dấu âm. Trên này mà lại mang dấu dương. Thế vậy mình sẽ thấy nhá. X phẩy thì bằng y. Này, x phẩy sẽ bằng y. Độ dài bằng nhau, dấu cũng bằng giống nhau luôn. Y phẩy bằng chữ x. Thấy không nhỉ? X phẩy thì bằng y. Còn y phẩy thì bằng chữ x. Đấy, đây là biểu cái trường hợp thứ hai này. Thế em thấy là ở mỗi trường hợp góc quay khác nhau nó lại cho một cái biểu thức khác nhau này. Đấy, nên là chúng ta lại không như Tịnh Tiến được. Tịnh Tiến tất cả các phép, các trường hợp đều ra chung một cái công thức, một cái biểu thức chung. Chẳng này nó không như vậy. Nên là buộc em phải nhớ. Nhưng mà để mình nhớ dễ thì các bạn nên là nhớ vài cách vẽ hình của thầy nha. Bạn cứ vẽ lại hình, bạn vẽ lại hình là bạn sẽ biết là nó ra cái gì. Đây này. Độ cái đoạn ngắn này và đoạn ngắn này sẽ bằng nhau này. Em nhìn hai đoạn ngắn này sẽ bằng nhau. Đấy. Chỉ có điều về dấu này, dấu hai thằng này cũng cùng dương luôn. Thì vậy thì bằng nhau hẳn rồi nhá. Đây, x phẩy bằng y này. Đoạn dài này với đoạn dài này. Đoạn dài thì tô xanh xanh này. Bằng nhau đúng không? Về độ dài ấy. Nhưng mà đây thì dấu dương, dưới này thì bao dấu âm. Vậy hai con này phải đối nhau. Đấy là x phẩy bằng y và đi phẩy bằng chữ x. Đấy là trường hợp thứ hai, B. Trường thứ ba là C. Thì có phép quay tâm O, phép quay là trừ cộng hoặc trừ đều được nhá, cộng hoặc trừ 180 độ. Hay là phép quay tâm O. Góc quay là cộng trừ pi. Đấy, nếu tính theo radian này góc quay là cộng trừ pi, cộng hoặc trừ pi đều được nhá. Để vẽ thầy hình này. O này, y này, x này. Dù thầy vẫn lấy con mở chỗ này, vẫn lấy cái góc này. Đấy, ví dụ đây là x nhá. X với y lúc đầu này, m tọa độ là x với y. Đấy, thế sau đó khi mà mình quay góc quay là 180 hay là pi này thì như vừa nãy lúc là mình làm ví dụ mình đã làm vẽ rồi. Là các bạn nó sẽ lấy đối xuống đây không? Đấy, riêng góc quay lẻ lần pi thì các bạn nó sẽ lấy đối không? Nó thành các đối xứng mà. Thì lúc này là y phẩy của ta đây. Y phẩy của ta đây. Thì quan sát hai đoạn này bằng nhau này. Đấy, cái đoạn y này với đoạn y phẩy là bằng nhau này. Có điều là y thì mang dấu dương, y phẩy là mang dấu âm, vậy y phẩy bằng chữ y nhá, là x phẩy với x trên nhá, hai đoạn này cũng bằng nhau nơi tiếp này, đoạn này với đoạn bên này bằng nhau, đúng không? Thì bên này là mang dấu dương này, bên này là mang dấu âm này, thế vậy x phẩy bằng chữ x không? À, y phẩy bằng chữ y, cái này thì dễ rồi, x phẩy bằng chữ x, y phẩy bằng chữ y, nên đây biểu thức tọa độ của cộng c. Trường hợp C. Đó là khi em quay góc quay là 180 cộng trừ 180 cũng được. Hay là cộng trừ pi. Thì nó đều ra cái vị trí xuyên ra bên này. Đối xứng qua ô. Đây là m phải. Đó. Đấy là ba cái trường hợp mà thường gặp nhất khi làm phép quay. Rồi. Nào. Xong nhá. Ba phép quay thường gặp là xong rồi. Bây giờ đến cái phép quay mà không thường gặp. Thì chúng ta ghi là trường hợp tổng quát. Nha, tổng quát này. Bây giờ nó không phải những góc đặc biệt nữa thì sẽ như thế nào nhá. Góc quay nhá, tâm O này. Góc quay alpha. Với alpha hoặc là bất kỳ, tức là vẫn là tâm O, vẫn là khúc tọa độ. Thì lúc này biểu thức tọa độ thầy cho các bạn luôn này. X phẩy bằng x cos alpha trừ y sin alpha. Đấy, y phẩy thì bằng x sin alpha cộng y cos alpha. Đó. Đấy là góc quay bất kỳ. Em thấy có gì được, ví dụ góc 30 độ. Góc pi trên 3, pi trên 6, pi trên 4, hiểu chưa? Thì mình dùng cái này mình thay được à. Đấy. Thế là thứ hai, bây giờ phép quay tâm y, góc quay alpha
tức là y nó cũng không phải là tâm O nữa, y ví dụ tọa độ là AB và góc alpha thì bất kỳ. Đấy, thì mình có biểu thức tọa độ sau đây, x phẩy y phẩy này, x phẩy bằng này a cộng với x trừ a nhân cos alpha trừ đi y trừ b nhân sin alpha, y phẩy này b cộng với này x trừ a nhân sin alpha cộng với y trừ b nhân cos alpha. Đấy, em ghi vào thì đây là công thức tổng quát của phép phép quay nhá. Tuy nhiên thì cái công thức này trong sách nó không có đưa, chúng ta cũng không nên dùng, chỉ trường hợp nào mà rất 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 cần thì mới lấy ra dùng thôi nhá. Còn lại chúng ta thường chúng ta là sao họ sẽ cho mình các trường hợp là bình thường, nó rơi vào ba cái trường hợp ở đấy chúng ta vừa ghi ấy. Đấy, thường là rơi vào ba trường hợp hợp đấy rồi nhá. Đấy, cái phần lý thuyết thì bài này có bằng này thứ thôi, hết rồi. Bây giờ sang bài tập này xem là cái dạng phép quay nó có những cái dạng bài tập gì, cùng xem nhá. Dạng số 1 nào, ghi phần B đã, B bài tập. Chúng ta vào là dạng 1, đó là tìm ảnh của điểm này, có thể có đoạn thẳng này, tam giác này, vân vân, trong hình cho trước nha. Chúng ta đã tìm ảnh của một cái đối tượng này này. Đấy, mình hiểu nó đang có một cái hình nào đó, tìm ảnh của một cái hình nào đó trong một cái hình khác, hình to hơn ấy, cho trước nha. Tìm ảnh của một cái đối tượng hình học, thường người ta sẽ hỏi là điểm này, đoạn thẳng này, cái tam giác này, trong một hình cho trước nào. Kia thầy ví dụ số 1, ví dụ 1 này, ghi thầy đề bài cho hình thoi ABCD có góc ABC bằng 60 độ, có góc ABC bằng 60 độ, mẫu đơn là các đỉnh ghi ngược chiều kim đồng hồ. Các đỉnh thì ghi ngược chiều kim đồng hồ. Chấm xác định ảnh của cái cạnh CD qua cái phép quay tâm A quay trừ 60 độ. Đã, qua phép quay tâm A quay trừ 60. Thì bạn vẽ dày cái hình này, thầy vẽ trước nha. Bạn giúp thầy vẽ thầy hai cái tam giác đều nó ghép vào với nhau như này. Đây chính là hình của mình. Cái bài này của mình ấy nó có cái mẫu này. Nó là cái mẫu này nhá, các em sẽ còn gặp cái mẫu này rất là nhiều. Lớp 10, 11, 12, 11, 12 dùng rất nhiều. Đó là cái mẫu đó là hình thoi. Nó cộng thêm cho mình một cái góc ở đỉnh ấy, là góc 60 độ hoặc là góc 120. Thì lúc này cái mẫu này này, cái hình thoi này nó sẽ trở thành là gồm hai cái tam giác đều ghép lại. Chúng ta sẽ gồm hai cái đều các lại với nhau nhá. Mà đây đề bài nó bảo đánh ngược chiều kim đồng hồ đỉnh này, ví dụ A B C D đánh như này này. Đấy. Góc của ta là góc 60 đây nhá, A B C là 60 độ này. Thì ra chứng minh rất là dễ, bản thân hình thoi có phải bạn đấy là bốn cạnh bằng nhau được không? Vậy tam giác A B C lúc nào nó cũng đã cân tại B rồi, chưa kể là bây giờ lại góc 60 cân và góc 60 là phải đều không? Vậy bên này đều, bên này cũng đều luôn. Đấy, vậy hình này thực chất là gồm gì, hai tam giác đều các loại với nhau. Đấy là trường hợp mà mẫu là hình thoi mà cộng thêm góc 60 độ hoặc là góc 120 độ. Em vẽ cái hình vào đi, cho em ghi cả cái mẫu này mà. Thầy cùng các bạn hãy đi xác định thử xem nó như nào nhá. Ở đây thì em để ý, chú ý vào các phép quay người ta cho. Đây, phép quay này.
Ở đây tâm quay của ta là A và góc quay là trừ 60 độ. Được chưa? Nhớ là theo chiều âm là như nào? Cùng những cái đồng hồ nhé. À, như này là theo chiều âm này. Góc 60 độ theo chiều âm. Nào bây giờ tâm quay là A, thầy sẽ đánh cái tâm quay lên cho nó dễ nhìn tay. Thầy lấy bút đỏ thì tô đậm tâm quay lên. Thế vậy mọi thứ nó sẽ quay quanh cái A này. À, quay quanh cái A này. Ví dụ là như này quay đi. Thế bây giờ bạn nhìn là thẳng người ta cần quay nhá, là thẳng CD. CD đây đây này. Đấy, đoạn CD này. Thì nó đặc trưng bởi gì? Hai đầu bút đúng không? Đoạn thẳng đặc trưng là hai nút. Nãy ta đã vẽ hình minh họa rồi. Bây giờ muốn quay được một cái gì đoạn thẳng thì mình phải quay hai cái đầu bút. Nào, thì hỏi các bạn nhá. Qua phép quay góc 60 độ, em nhìn nhá tất cả những góc trong hình này này. Những góc này đều là 60 hết. Tại vì nó răng hàng răng này đều hết mà. Thế thì hỏi các bạn nhá, nếu vậy quay vậy ấy, thì khi phép quay tâm A nó quay trừ 60. Nào sẽ biến D thành cái gì? Nào phép quay tâm A nó quay trừ 60 sẽ biến D thành cái gì? Ai biết giơ tay này. Nó quay trừ 60 nhá, là quay từ đây sang đây này, theo chiều này này. Cùng những cái đồng hồ. Biến D thành điểm, điểm D thành điểm nào em? Tùng nhìn ra không Tùng? Điểm cuối xứng rồi. Đây này nhá, ví dụ đây em nhìn nhá. Bản thân đây là AD đây này, tâm quay lên nối vào này, xong rồi mình sẽ quay cái thằng này. Quay đây không? Quay góc trừ 60 không? Nó đi ra đây này. Thấy không? Đấy, đi ra đây này. Góc trừ 60 này, đây đây chính là góc 60 này. Vậy đi theo chiều này là chiều âm này, này. Đây là góc trừ 60 độ đấy. Vậy là ta biến D thành cái gì đấy em? Biến D thành thành C. Rồi ok, hỏi tiếp này. Thế vậy thì ở đây góc quay trừ 60 này này, tâm A quay trừ 60 sẽ biến C thành gì? Nào, C thành gì ở Huyền? B. Ừ, sẽ biến C thành B. Ok, đây này, quay ra đây này. Đúng không? Đây nó quay lên đây này. Đấy, góc trừ 60 này, biến C thành B. Biến D thành C. Thế vậy ta trình bày như sau nhá. Phép quay tâm A quay trừ 60 độ này. Biến đầu tiên là ví dụ là CD gì thì quay C trước, biến C thành B trước. Đúng không? Xuống dòng lại phép quay tâm A này, nó quay trừ 60 độ. Biến D thì thành B đúng không? D thành B. À đó. D thì thành C, sorry các bạn. D thành C. Thế vậy từ đây mình sẽ thấy nhá, ảnh của CD này, ảnh của CD điểm trên điểm dưới này chính là bằng BC đúng không? Suy ra phép quay tâm A nó quay trừ 60 độ sẽ biến cái đoạn thẳng CD thành đoạn thẳng BC. Xong. Hiểu chưa? Đấy, không khó khăn gì cả. Chủ yếu xác định cho nó chuẩn. Để ý nhá, để ý theo chiều nhá, chiều âm hay chiều dương. Rồi. Thì tương tự như vậy, các em là áp dụng cho thầy cái này ở vở đấy. Tìm ảnh của AC nha, tìm ảnh của AC qua phép quay tâm A nha, góc quay là 60 độ. À, tìm ảnh của AC qua phép quay tâm A góc quay là 60 độ. Ok, các em làm đi nhá. Cái này thì kết quả của mình ở đây là ra AD. Thì bạn nhớ nhá, ở đây chúng ta không được phép xuống dòng linh tinh vào đâu nhá. Nhá, phép quay tâm A này nó quay 60 độ. Thì xong ví dụ bạn có thể viết AC ở đây trước, thì đến đây hết thì bạn xuống dòng thì còn được. Chứ bạn đang đây mà tự dưng xuống AC bằng AD là cái gì đúng không? Thế như này, ít nhất là từ dấu bằng này xuống thì còn nghe được. Tốt nhất các em nên viết cùng một dòng nhá. Chỗ trên đây không đủ thì viết dưới, đừng viết được như thế. Kiểu toán học nó phải đi thành một dây với nhau, ví dụ ba thằng này phải đi dính chặt với nhau thì mới được, không tách ra được đâu nhá. Rồi đây là cái ví dụ 1. Chúng ta sang ví dụ 2 này. Ví dụ 2 như thế này, cho hình vuông ABCD tâm O. Mọc đơn là các đỉnh ghi ngược chiều kim đồng hồ.
khắc lệnh ghi ngược trên cái đồng hồ. Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm, trung điểm của này AD B DC CB và BA. Yêu cầu là tìm ảnh của cái tam giác là ODN, tam giác ODN qua qua các góc quay tâm O, góc quay là trừ pi trên 2 nha, qua góc quay tâm O quay là trừ pi trên 2. Nói là mình bắt đầu vẽ hình đi, các bạn vẽ thành một hình vuông. Tôi vẽ trước một hình vuông đã, rồi lát nữa mình sẽ bàn đến cái chuyện là đánh đỉnh thế nào. Đỉnh thì là đi ngược chữ kim đồng hồ. Bây giờ chẳng hạn thì cứ đánh A ở đấy trước. Ngược chữ kim đồng hồ là như này, đúng không? Ngược chữ kim đồng hồ là như này. Đấy, ngược đây. Như vậy thì phải là B ở đây, C ở đây và D ở đây, đúng không? Đấy. Các em trước cứ đánh trước một điểm thôi, bạn đánh bạn kia theo cái chiều mà người ta yêu cầu. M là trung điểm của AD, đây, M chỗ này. À, tâm O đâu mà, tâm O thì em nối hai đường chéo rồi đấy. Cắt nhau ở đâu thì chính đấy là O. Nhá. O đây này. M này. N, N là của DC. P đây. Q đây. Đó, mà là PQ. Yeah, yêu cầu là tìm ảnh của tam giác ODN. ODN. Đây thì nối vào nhá. Đây người ta cần mình tìm phép ảnh của phép quay này. Tam giác ODN này. Đấy, qua cái phép quay tâm O quay là trừ pi trên 2. Thì trừ pi trên 2 nó chính là gì? Theo chiều âm đấy. Chiều âm là chú chính là cùng chiều kim đồng hồ à được, đúng rồi, cùng chiều kim đồng hồ đây này, âm đây này. Để quay xuống dưới đây. Thì em quan sát là trong đây là cái tam giác ODN ấy. Tam giác ODN là nó có đặc trưng bởi 3 điểm, đúng không? Điểm O, điểm D và điểm N không? Nha, bây giờ thầy sẽ quay từng thắng một, ok chưa? Thầy quay từng thắng một. Phép quay tâm O có quay trừ pi trên 2. Thế hỏi em nhé, biến điểm O thành gì? Biến điểm O thành gì đây? Biến O thành gì ở mai? Là ô à? Biến ô thành ô, tại tại sao lại biến ô thành ô? Em có nhìn lại vừa nãy không? Biến ô trong phép quay A thì biến tâm thành cái gì? Đấy, phần tính chất của mình ấy. Em đọc ở trong phần định nghĩa ấy. Phép biến hình là biến ô thành chính nó, đúng không? Mai thầy thấy không? Ừ, thế này ô là tâm quay nên là tiến ô là biến ô thành chính ô luôn. Rồi. Tiếp theo phép quay tâm ô này có quay trừ pi trên 2 này. Đấy, tiếp theo là điểm D. Biến D thành gì vậy Tùng? Biến D thành Đây quay một góc vuông này đúng không? D thành gì? D. Có phải chỗ này vuông không? Tổ. D thành C. D thành C nhá. D thành C. Để quay tâm O quay trừ pi trên 2. Biến N. Nào ai có thể biết N thành cái gì nào? Nào, biến N thành cái gì đây? Thành đạt. Nhìn hình đọc có thấy thế nào? Đạt. Biến N thành B ạ. P à? Thành P này gì? Vâng. Rồi ok, N thành P. Cái này nhìn thấy mình thấy ngay mà. Đó, quay ra đây đúng không? Rồi, N thành P. Vậy cái tam giác nhá của ta này, vậy là suy ra. Lấy dụng cho nó hết hết chỗ đi. Thôi đừng viết, suy ra. Phép quay tâm O, quay trừ pi trên 2. Biến tam giác ODN ngoài thành cái tam giác gì đây? OCP. Cái này OCP tam giác này này quả này. Đấy, tam giác màu xanh đã giờ đã được quay thành ra màu đỏ, đúng không? Đó, quay hết xuống đây, O thì giữ nguyên, D thành C, N thành P, hiểu cách chưa? Đấy, đoạn thẳng thì quay 2 điểm, tam giác thì quay 3 điểm.
Vậy là xong. Đã nắm được câu này chưa? Nào thầy ghi áp dụng này, các bạn áp dụng của thầy, câu sau đây là vở. Nào tìm ảnh của cái tam giác ODN nhá. Nào qua phép quay tâm O, góc quay pi trên 2. Đấy, tức là riêng một câu đây câu A nhá, và câu B là các phép quay tâm O, góc quay là pi. Giờ các em làm một vở. Câu đầu đáp số là ra cái này nhá. Cái này mà quay ODN nhá, tam giác ODN này. Câu đầu sẽ ra là tam giác gì? OAM. Câu thứ hai thì quay là tam giác là OBQ. Đúng không? Thấy ai đây là kết quả này đúng này. Đây là ví dụ 2. Bây giờ thầy sẽ ghi đề bài ví dụ 3 cho các bạn ngồi suy nghĩ trước. Nhá, cho hình vuông A, B, C, D, tâm O. Mọc đơn là các đỉnh quy cùng chiều kim đồng hồ M, N là trung điểm của A, B và O, A chấm. Tìm ảnh của cái tam giác AMN, AMN nhá, qua cái phép quay tâm O quay 90 độ nha. Tìm ảnh của tam giác AMN quay tâm O quay 90. Rồi các bạn tự vẽ, tự làm trước xem như nào. Vẽ được hình chưa các thanh niên? Đây là thể vẽ nhá. Vẽ một hình vuông này. Đấy, cái dạng bài này thực ra người ta có thể cho em bất cứ cái hình gì cũng được. Đấy, có thể sáng tác ra bất cứ cái gì. Đây chỉ thầy chỉ lấy mẫu là một vài bài tiêu biểu để các bạn thấy cái kiểu là cách làm thôi nhá. Đấy, chứ còn chúng ta không thể nào bao được hết với cái hình này, thích ra hình gì được. Vẽ tam giác thì hình vuông thì bất cứ cái gì cũng ok. Nào, đây là M trung điểm AB này. Mở đây không? N là trung điểm của OA, tức là N chỗ này. N, N chỗ này. Đây nó bảo là quay cái tam giác gì? AMN. À, quay tam giác này. Đây là một dây xanh này. Qua cái phép quay là tâm O. Tâm O đây. Góc quay là 90 độ. À, 90 độ là theo chiều này nhá. Chiều dương nhá. Tức là sẽ quay vòng xuống dưới đây. Vòng dưới đây. À, thế mình làm từng cái một này. Phép quay tâm O góc quay 90 độ. Nào, sẽ biến điểm. Đây đề bài nó cho mình điểm gì nhỉ? Nó mỗi này không có ra thêm gì đúng không? À, ví dụ quay điểm dễ nhất thì quay điểm A đi. Quay điểm A này cái gì nhỉ? Đức Minh. Phép quay này biến điểm A này điểm gì á? Đây này, em nhìn OA này. OA này bây giờ quay 90 độ. Anh gì Minh nhỉ? Em thứ này là đây này, quay chiều dương là như này này. Đấy, một là em hiểu cái này, hai là quay như này cũng là quay 90. Thành D ạ. À. Đúng rồi, quay xuống đây thành D này. A này thành D nhá. Đấy, quay từ A xuống đây thành D này. Giờ bây giờ quay đến hai ông kia. Quay tâm O quay 90 độ sẽ biến điểm M. Biến điểm M thành điểm nào đạt? M thành gì đạt? Đó. Thế là em quay M thành điểm nào đấy? M à? Ừ. M thành M phải ở đâu? M phải ở chỗ nào? Không. M là cái chỗ trung điểm của AD ạ. M phải là trung điểm AD. Ý em là điểm này gì? Vâng. Phải quay nó ra đây không? Đúng rồi, M thì M phải, ok. Rồi, tiếp tục. Phép quay tâm O này. Phép quay 90 độ.
Bây giờ sẽ biến điểm N. Nào, biến điểm N. Bây giờ thành điểm gì rồi Tùng? Quay N thành gì sao? Thành trung điểm của OB, thành trung điểm của OB. OB sẽ OB. À đấy, OD, OD, OD. À, đấy gì, thì gọi nào phải nhá. Thành nào phải là trung điểm của OD. Thế đối ba cái điểm mới vào, DM phải nào phải vào. Đây, nối ba thằng này vào xem nào. Đây, cái tam giác mới của ta này này. Đấy, nó quay ra đây. Vậy từ ba cái này mình sẽ suy ra được là phép quay tâm O quay 90 độ sẽ biến là cái tam giác AMN thành cái tam giác là DM phẩy N phẩy. Ok chưa? Đấy. Đấy là cái hình này như này nhá. Đấy thì cái dạng 1 là hôm nay chúng ta dừng dạng 1 ở đây. Thì bây giờ thầy gửi cho bạn cái đường link bài tập này. Nhá, cái file bài tập đây. Nhiệm vụ các bạn là chúng ta sẽ làm bài và vở bài tập của mình. Nhá, làm và vở bài tập của mình. Nhưng mà bạn làm bạn phải có giải thích cho thầy. Nhá, đề ở đây của thầy là hiện tại là đề là dạng trắc nghiệm. Tuy nhiên là yêu cầu các em phải giải thích là tại sao các em làm như thế. Hiểu không? Tại sao em chọn đáp án đấy? Nhá, có thể giải thích, em có thể dẫn ra cái lý thuyết nào mà nó liên quan đến câu đấy. Được chưa? Hoặc là em giải thích theo cái kiểu làm sao để mình chứng được cái câu đấy là em hiểu. Đây thì gửi cái đề bài trên nhóm này. Các bạn thấy đề bài chưa? Thì mới gửi rồi đấy. Thấy lên không nhỉ? Gửi rồi, đi đây, đây đây, đi đi rồi, đi rồi. Thấy chưa? Đấy, nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới học mỗi dạng một thôi nên chúng ta để làm một số câu ở trong cái phần này. Đấy, cụ thể là chúng ta sẽ làm cho thầy. Đây đa phần nó là các câu lý thuyết hoặc là câu nó quay ở rất mức độ rất là đơn giản đấy, hiểu chưa? Thì các bạn phải tư duy đấy nhá, bạn phải thôi suy nghĩ. Nhá, tư duy, các bạn sẽ làm cho thầy từ câu bài về nhà này. Rồi, từ 1 cho đến 12 cho thầy nhé. Nha, có giải thích. Nha, ví dụ em chọn là 1 này, em giải thích các kiểu thể loại ra. Xong cuối cùng này, em giải thích này. Xong em ghi, ví dụ chọn A chẳng hạn. Đấy chưa? Đấy, 2 là em giải thích các cái thứ ra. Em diễn ra giải có gì để thầy với các chị chấm và hiểu được ý của em. Đấy, xong em ghi chọn gì, chọn C chẳng hạn. Hiểu hiểu cách làm chưa? Đấy, tất cả câu em đều có giải thích cho thầy. Hoặc ví dụ trong những câu hỏi là câu đúng câu sai thì em phân tích tại sao nó đúng tại sao nó sai. Hiểu chưa? Rồi đây là cái cách là